Hello, xin chào, tao là Quỳnh nhá, shop công nghệ Galen 4.0 hotline 0886992345. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người dòng sản phẩm camera ngụy trang hình chiếc móc khóa, mã là S820 các bạn nhé. Đó, đây là sản phẩm này, móc khóa ô tô bạn nhé. Đó, mã S820. Đó, và chức năng của chiếc móc khóa này là có thể quay phim này, chụp ảnh này. Đó, quay cả hình cả tiếng luôn các bạn nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra, giới thiệu cho mọi người về dòng sản phẩm này, cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết nha. Đây là một bộ sản phẩm đầy đủ. Thứ nhất là sẽ gồm có một chiếc camera móc khóa, móc khóa ô tô bạn nhé. Nhìn giống chiếc móc khóa của chiếc camera của xe Accent. Mắt camera này. Bên cạnh mắt camera thì sẽ có một cái hồng ngoại hỗ trợ các bạn quay đêm rõ nét bạn nhé. Nút bấm thì giống như cái ô tô luôn. Các bạn bật chìa khóa ra này. Chìa khóa đây bạn nhé. Bên trong này sẽ là khay cắm thẻ nhớ bạn nhé. Và đặc biệt là cái móc khóa này là quay được cả hình cả tiếng luôn. Đó, và cái móc khóa này nó chỉ quay ghi âm lưu hình ảnh vào trong thẻ nhớ, được bạn tháo thẻ nhớ ra cho vào điện thoại hoặc là cho vào máy tính để xem lại thôi bạn nhé. Chứ mẫu móc khóa này là không xem được trực tiếp. Kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có một dây cắm sạc. Khi camera hết pin thì bạn sẽ cắm sạc pin khoảng 1 tiếng là đầy pin bạn nhé. Và khi đầy pin thì bạn có thể sử dụng liên tục được khoảng 5 tiếng mới hết pin nhé. Và cuối cùng sẽ là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Anh bạn nhé. Trong này có cả thông số kỹ thuật luôn. Thông số kỹ thuật này. Hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Anh. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang hình chiếc móc khóa mã này S820 này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh YouTube Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần bật camera lên là quay được các bạn nhé. Sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc móc khóa S820 này. Và đi vào test chất lượng hình ảnh thực tế cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Nút dưới cùng đây sẽ là nút bật nguồn. Khi các bạn dí liền nút nguồn này khoảng 5 giây sẽ là thiết bị sẽ sáng một cái đèn màu đỏ trên này. Bật nguồn thiết bị. Còn nút thứ hai đây sẽ là nút giúp các bạn có thể là chụp ảnh này. Các bạn bấm một lần sẽ là chụp ảnh. Còn khi mà các bạn dí liền khoảng 2 đến 3 giây sẽ là cái chế độ quay video bạn nhé. Còn nút thứ ba bên trên này sẽ là nút để trang trí thôi, chứ nó không có tác dụng gì hết. Đây sẽ là lỗ báo đèn này. Các bạn sẽ bật cái móc khóa ra. Thì ở bên trong cái móc khóa này sẽ là khay cắm, trong này sẽ là cái khay cắm thẻ nhớ bạn nhé. Khay cắm thẻ nhớ và đây sẽ là chân cắm sạc. Đây mình đã có một cái thẻ nhớ thì mình sẽ gắn vào. Các bạn sẽ gắn vào như này. Sau đó bạn sẽ đóng cái nắp vào thôi. Là không ai có thể phát hiện được ra đây là một chiếc móc khóa camera. Sau đó để sử dụng nhá, thì các bạn sẽ dí liền một nút nguồn này khoảng 3 đến 5 giây. Thì thiết bị sẽ sáng một cái đèn màu đỏ lên như này là thiết bị đang ở chế độ chờ bạn nhé. Bây các bạn muốn chụp ảnh thì các bạn sẽ chọn máy chụp ảnh. Các bạn sẽ chọn vào cái dòng thứ hai, cái nút thứ hai các bạn bấm một lần thôi. Đó sẽ là chụp được mỗi bức ảnh bạn nhé. Đó, còn đây là bức ảnh thứ hai này. Đó, đây sẽ là bức ảnh thứ hai bạn nhé. Rồi, tiếp theo bạn nào muốn lưu lại video này các bạn sẽ dí liền vào nút thứ hai này. Khoảng 3 đến 5 giây. Đó, thiết bị sẽ chớp chớp cái đèn 3 lần tắt đi như này là thiết bị đang quay video bạn nhé. Đây sẽ là file video thứ nhất. Khi các bạn quay thì các bạn sẽ chiếu cái phần đằng trước này vào cái đối tượng mà các bạn theo dõi nhé. Và cái camera móc khóa này là quay hình mà thu âm luôn. Thu âm tiếng rất là rõ nét. Và hình ảnh là Full HD 1080 sắc nét bạn nhé. Đó, các bạn muốn kết thúc một file video này các bạn sẽ bấm lần thôi. Đó, là sẽ là chế độ chờ. Bạn nào muốn quay video tiếp theo thì bạn sẽ dí leo nút thứ hai. Đó, khoảng 3 giây là thiết bị sẽ tự động tắt đi bạn nhé. Đó, đây là thiết bị đang quay, mình đang quay vào màn hình máy tính của mình bạn nhé. Đó, tí mình sẽ test cho mọi người cái chất lượng hình ảnh thực tế của chiếc camera ngụy trang cái móc khóa này quay lại được. Đó, mẫu này thì quay rất là nét và nó phải ngang như cái bút camera. Đó, rất là tiện lợi. Đó, đây các bạn muốn kết thúc cái file video này nhá, các bạn sẽ bấm lần bên dưới đó. Đó, nó thiết bị sẽ sáng một cái đèn bên dưới này là thiết bị đang ở chế độ chờ. Đó, sau đó bạn nào mà muốn
xem lại cái hai cái file video cũng như hai file ảnh đó thì các bạn sẽ tháo thẻ nhớ ra. Đó, các bạn sẽ tháo thẻ nhớ ra nhé. Đó, tháo thẻ nhớ ra rồi các bạn cho vào cái đầu lọc thẻ thôi. Đầu lọc thẻ này thì các bạn khi mua hàng thì đơn vị nhà mình sẽ tặng kèm cho các bạn luôn nhé. Đó, các bạn sẽ gắn vào. Sau đó bạn sẽ cắm vào máy tính của bạn thôi. Đó, mình sẽ quay cao vào mình máy tính đây. Đó, đây là kênh YouTube chính của mình bạn nhé. Kênh của mình là có 960 người đăng ký đây. Đó. Đây có rất là nhiều video bạn nhé. Đó. Đó, mình sau đây mình sẽ vào trong máy computer. Rồi. Và rồi mình sẽ vào ổ e này. Đó, đây sẽ là cái file video cũng như file hình ảnh này. Các bạn muốn xem hình ảnh trước, bạn chọn một photo. Ở đây sẽ là hai cái file hình ảnh bạn nhé. Đó. Đây là chụp ảnh màn hình máy tính nhá, rất là nét. Đây, bên dưới này sẽ là cái chế độ đây, bức ảnh tiếp theo. Đó, tiếp theo video này, video đây sẽ là hai cái file video của chúng mình. Đó, thiết bị sẽ chớp chớp với đèn 3 lần tắt đi như này là thiết bị đang tiếng rất là video. To bạn nhé. Đây sẽ là file video thứ nhất. Khi các bạn quay thì quay sẽ chiếu cái phần đằng trước này và cái đối tượng các bạn theo dõi nhé. Và cái camera móc khóa này đang quay hình và thu âm luôn. Thu âm tiếng rất là rõ nét. Và hình ảnh là Full HD 1080 sắc nét bạn nhé. Đó, các bạn muốn kết thúc một file video này, đó, đây sẽ là file video thứ nhất này, đây sẽ là file video tiếp theo. Đó, khoảng 3 giây. Các bạn có thể tua được nhé. Thì đang quay mình đang quay vào màn hình máy tính của mình bạn nhé. Tí mình sẽ test cho mọi người cái chất lượng hình ảnh thực tế của chiếc camera ngụy trang móc khóa quay lại được. Mẫu này thì quay rất là nét và nó phải ngang như cái mút camera. Đó, soi chữ rất là nét bạn nhé. Đây là tua nhanh tua chậm là được hết. Đây các bạn muốn kết thúc cái file video này nhé, các bạn sẽ bấm lần. Đó, đây sẽ là hai cái file video cũng như hai file hình ảnh vừa rồi mình test cho các bạn nhé. Đây các bạn muốn xóa những cái file đấy đi thì các bạn sẽ bôi đen vào này. Sau đó các bạn sẽ kích chuột phải vào, chọn delete, chọn yes là sẽ xóa tất cả những cái file này đi. Đó. Đây mình sẽ tháo ra này. Rồi mình sẽ quay thấp cái màn hình xuống. Vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang hình chiếc móc khóa mã là S820. Bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886992345. Kết bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh YouTube Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại rồi các bạn kết nối với camera xem các bạn nhé. Sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.